xe tăng chiến đấu chủ lực. MBTT84 Offroad M là mẫu xe chiến đấu bánh xích có hỏa lực mạnh, độ cơ động cao và khả năng bảo vệ đáng tin cậy. Do viện chế tạo máy Kharki Mozozo, KMBD phát triển cho các lực lượng vũ trang Ukraine dựa trên xe tăng chủ lực T80-T84 Offroad M được trang bị giáp phản ứng nổ giúp LED thế hệ mới, có thể chống lại đầu đạn tan đêm. Ngoài ra, xe tăng còn được lắp đặt hệ thống phòng vệ Stoja, giúp giảm xác suất bị tên lửa chống tăng dẫn đường bán tự động của đối phương đánh trúng. Đây được coi là một trong những dòng xe tăng mạnh mẽ nhất hiện nay. T-84 Offroad M nặng 51 tấn, chiều cao 2,8 m, trong khi T-90 chỉ 46 tấn và chiều cao chỉ ở mức 2,2 m. T-84 Offroad M có pháo chính 125mm và hệ thống nạp đạn tự động. Nó có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng để hạ gục máy bay trực thăng hoặc mục tiêu bay ở tầm xa, ở những vị trí mà đạn pháo không thể vươn tới. Nó cũng có hai loại súng máy 12,7mm và 7,62mm với vai trò vũ khí phụ. Nó được trang bị hệ thống gia lon bao gồm một radar phát hiện một vật thể bay đến và khai hỏa một đạn nổ về hướng viên đạn. Hệ thống gia lon có thời gian phản ứng chỉ là 1 giây và có hiệu quả chống lại lựu đạn và RPG và ATGM. Tuy nhiên, nó không có sức mạnh để chống lại đạn pháo. Offroad còn có một lợi thế về sự nhanh nhẹn. Với tỷ lệ công suất trên trọng lượng lớn hơn 25%, nó có thể di chuyển tới 70 km/h. T-84 Offroad nâng cấp động cơ thành 6TD2E, ít khí thải độc hại hơn, 1/2 số đạn được để trong khoang chứa, phía sau tháp pháo, sau khi nâng cấp. Trọng lượng xe tăng thêm 3 tấn, 51 tấn. Kế hoạch hiện đại hóa tất cả số xe tăng Offroad trong biên chế quân đội Ukraine theo tiêu chuẩn BM Offroad, nhưng do thiếu kinh phí, chỉ có một chiếc được hiện đại hóa.